Xin chào cả nhà nhé. Đây là bao bì hạt chống cỏ Guinea Mombasa mà bên mình đóng gói. Đây là các khay hàng của bên mình. Và bây giờ mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem là bao bì của nó. Đây là gói 1 kg. Và đây là gói 500 g. Và đây là gói 200 g. Và đây là gói nhỏ nhất là 100 g. Thì bên mình đóng gói như thế này để tất cả các bạn là tiện có thể là lấy nhá. Ví dụ như là các bạn đặt 300 g thì các bạn bao gồm là 200 g cộng với 100 g này là tổng là 300 g, hoặc là 500 g. Nếu mà 400 g thì hai gói này, rồi là 500 g, rồi là 1 kg. Thì hạt chống cỏ Guinea Mombasa là nó hạt của nó bé chiều xíu như thế này cả nhà nhá. Đây cái mình nó còn là đây là đóng gói, và đây là hạt của nó này, hạt của nó bé xíu như thế này này. Các bạn phân biệt được hạt chống cỏ Guinea Mombasa là như thế này nhé. Đây là nằm trong bao bì. Đấy, bao bì. Hạt chống cỏ này được bên mình nhập khẩu chính ngạch về cả nhà nhé. Có giấy tờ chứng nhận đầy đủ. Xuất được hóa đơn đỏ nhé. Bên nào xuất được hóa đơn đỏ thì bên đấy mới là nhập khẩu chính ngạch cả nhà nhé. Đây là hàng mà bên mình nhập về đấy. Số lượng rất là nhiều bao. Ở đây là kho hàng này là hơn 2 tấn hạt. Thì có nhiều bao khác nhau, bao số 1, số 2, số 3, số 5, số 6, số 7 đến bao nhiều bao. Và mỗi bao như thế này thì bên mình đều bóc ra để test chất lượng. Test chất lượng ra bên mình đục lỗ này, đục lỗ để lấy hạt giống của nó, để test chất lượng, để xem nó tỷ lệ nảy mầm từng bao như thế nào. Này mầm tốt thì bên mình mới xuất hàng bán cho khách hàng nhé. Nên là bên mình test chất lượng. Mà khi nhập về thì ở đối tác bên kia người ta cũng test rồi. Nên là các bạn yên tâm. Đấy, hạt giống nhé. Ở một số bên là người ta bán hàng ấy thì không phải là hạt giống cỏ Guinea đâu. Nên là các bạn cứ nắm rõ là hạt giống cỏ Guinea là nó như thế này. Và nếu mà hàng chuẩn ấy thì các bạn nhìn hạt của nó rất là chắc nhé. Đây, hạt của nó rất là chắc. Đây, đấy, gieo tỷ lệ nảy mầm là đạt cao. Nếu mà hàng mà từ thu hoạch ấy, hàng mà từ thu hoạch thì tỷ lệ nảy mầm thì chưa tới 20%. Còn đây là hàng của công ty nên là được xử lý hạt lép rồi. Đấy là người ta trồng, người ta có quy chuẩn nên là nảy mầm rất là tốt. Đấy, đây là các loại gói hạt chống cỏ. Đây là sản phẩm của công ty bên mình cả nhà nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này.